Vâng, xin kính chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại clip tiếp tục của mình. Chúc toàn thể anh em có một buổi tối xem clip thật là vui vẻ. Thì hôm nay nhận được rất nhiều ý kiến của anh em, thì hôm nay Hinh có làm một cái clip highlight về tất cả các trận đánh vòng loại của Long Tranh Hổ Đấu 10 Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Vinagame diễn ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2021, tức là vào ngày Chủ nhật ngày hôm qua. Thì ok, thì bây giờ thì Hinh sẽ vào vấn đề chính luôn. Thì như anh em biết thì Long Tranh Hổ Đấu lần 10 diễn ra với hai cụm thi đấu, đó là cụm thi đấu miền Nam và miền Bắc. Cụm thi đấu miền Nam thì xuất hiện với 9 tem và cụm thi đấu miền Bắc xuất hiện với 10 tem ở các server khác nhau. Và trên màn hình thì trận đánh đầu tiên diễn ra vào lúc 9:30, đó là trận đánh giữa Thiếu Lâm giữa tem, đó là tem Kinh của cụm miền Bắc ở server Tàng Long và tem SHC của server Bạch Thổ nha anh em, của server Bạch Thổ. Và như anh em biết thì đối với tem Kinh, sự xuất hiện của Thiếu Lâm Quyền Trọng Bích phun chú tức tướng, ngài mình kiếm Suvari, có lẽ là ngài mình kiếm Soái. Vâng, tôi nhìn thì đâu đó là chu tức Soái. Ares ngài mình cầm là phun chu tức tướng, dường như là vậy. Còn đối với tem của SHC thì xuất hiện của mấy dọc bút gơn Cao Băng, một ngài mình kiếm và một Thiếu Lâm Quyền, đó là sư thầy. Ngài mình kiếm của tem SHC đó chính là ngài mình kiếm Miss Nana, hình như là vậy. Ok, thì bây giờ không làm mất nhiều cái thời gian của anh em, thì hiện tại thì cả hai tem đã bật lăng ba lên rồi. Và các anh đang bật lăng 3 và chạy loang ngoang rồi. Và chúng ta chờ xem. Vâng, hiện tại thì trận đấu thi đấu đã bắt đầu. Vâng, Thiếu Lâm Quyền, vâng, Thiếu Lâm Quyền chọc bích đang xuất vào sư thầy. Và ngay lập tức thì Gôn Cao Băng, vâng, Gôn Cao Băng đã nằm đất rồi, chưa kịp ngáp. Quá nhanh và quá nhanh chóng anh em, quá ba đạo, quá nhanh chóng. Thì anh em thông cảm cho Hinh một tí, vì cái âm thanh của Hinh là Hinh lấy từ một cái clip khác anh em. Bởi vì là khi mà tải cái clip này của bên fanpage Võ Lâm 2 về ấy, thì nó không có âm thanh anh em ạ. Và đã bị tắt âm thanh đi mất rồi. Các bạn nó sẽ không có âm thanh game, mà anh đã lấy lồng một cái âm thanh game khác nha anh em. Và hiện tại thì trận đánh đầu tiên giữa tem Kinh và SHC thì phần thắng 1 điểm đã dành cho tem Kinh, và tem Kinh đã có 1 điểm dành cho mình. Thì Hinh sẽ nói qua một chút, đó là hai đội thi đấu với nhau thì sẽ thi đấu tối đa là 3 trận, và tem nào thắng được 2 trận thì sẽ là thắng chung cuộc nha anh em, và vào vòng sau. Ok, thì đầu tiên thì tem của Chọc Mic đã, tem của Kinh đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên, và chúng ta chờ đến trận thứ hai. Ok anh em, đây chính là trận thứ hai, trận thi đấu thứ hai, và Chọc Mic hiện tại anh đã bật hiệu ứng của bao tay tử quang rồi, búc nội công tăng thêm 100 điểm. Và Chọc Mic đang bật lăng 3 và cả hai chờ đang lao vào nhau. Gì đây? Vâng, đầu tiên, vâng, hiện tại mình giáo bút Gơn Cao Bằng đã phong Chọc Mic rồi. Vâng, hiện tại thì vâng, Sovery liên tục tanh máu cho Thiếu Lâm Quyền. Vâng, Gơn Cao Bằng đã bị ngã rồi, ngay lập tức chị đứng dậy và thả Lâm Linh. Thả chết ai không? Vâng, trận thứ hai có lẽ là trụ tốt hơn rồi, nhưng mà những pha nguyệt thực đến từ Nga Mỹ Đàn cực kỳ khó chịu. Nga Mỹ Đàn chu thức tướng, vâng, Thiếu Lâm Quyền chọc mic đắc sức và Nga bị kiếm Bít Nana. Vâng, quá kinh khủng. Vâng, Gơn Cao Bằng hiện tại còn nửa cây máu rồi, và một pha nghịch chuyển đến từ Gơn Cao Bằng. Trận thi đấu cực kỳ là, vâng, lại tiếp tục một pha phong đến từ binh giáo bút Gơn Cao Bằng. Đại, hình như là hiệu ứng người phong nó hơi lỗi tí anh em ạ. Vâng, Thiếu Lâm Quyền sư thầy đang xuất vào chọc bích, nhưng dường như là sự xuất hiện đến từ Nga Mi kiếm Soái Suvori tanh máu quá kinh khủng anh em ạ. Tanh máu dường như là chọc bích hầu như là anh không phải tăng bình máu nào anh em ạ. Chọc bích hầu như là không có xuống máu gì cả. Vâng, quá bá vơ. Một pha rồi, mặc dù là kháng hiệu ứng tới 87%, nhưng mà ngay lập tức thì chọc bích đã bị một pha vẩy cờ vàng đến từ Gơn Cao Bằng. Anh ngã nhưng mà sau đó anh đứng dậy và không, vẫn chờ cái mặt. Và quá kinh khủng và quá trâu đến từ Trọng Ích. Và ngay lập tức thì tôi thấy là sư thầy hình như là anh, vâng, vâng, sư thầy do cu được cầm à. Vâng, anh hình như là bị mất LT thì phải. Có lẽ là anh chưa kịp ăn lắc trước khi mà búp. Và tôi thấy cảm giác chạy hơi chậm trong pha đó. Và trận thi đấu thứ hai giữa tem Kinh và SHC thì phần thắng lại thuộc về tem Kinh rồi, và tem Kinh đã chiến thắng chung cuộc và tiến vào vòng trong. Tiếp tục mời anh em đến các trận thi đấu tiếp theo. Vâng, soi đầu một chút thì trên màn hình đó chính là Nga Mi Đàn Nano Checky, và một Nga Mi Đàn với lượng hóa cảnh cực kỳ cao, 168 mạch, và một trong những Nga Mi Đàn thuộc top Võ Lâm Truyền Kỳ 2 rồi. Chị mặc trên mình sẽ có full trang bị chu tước tướng kim xà 7 kháng tất cả, 168 mạch quá kinh khủng. Và hiện tại Võ Lâm Truyền Kỳ 2 trong cái thời điểm mà đánh trong tranh đấu đấu là 170 mạch nha anh em, khoảng 170 đến 171 mạch. Vâng, chị đã đạt 168 là quá là bá rồi. Vâng, soi cho anh em trận thi đấu giữa các tem thứ hai, giữa cặp tem thứ hai trên màn hình đó chính là Minh Giáo Bút Servery
với trang bị Chu Tức Tướng Vô Song Chiến Thân. Vâng, xét châu 7 phá địch, quân hàm Nguyên Soái và hóa cảnh là 150 mạch. Vâng, quá là bá đạo luôn, đến từ bên giáo bút Silvery. Vâng, cặp tem thi đấu thứ hai đó chính là sự xuất hiện của cụm thi đấu bên miền Nam nha anh em, giữa Hắc Phong của Tàng Long và CEO Đi Trần cũng của Tàng Long luôn anh em, cùng một server. Đối với tem Hắc Phong thì sự xuất hiện của binh giáo bút Silvery, ngài mình kiếm Ngây Thơ và Như Ngọc. Còn đối với tem của CEO Trần thì là sự xuất hiện của bá ác, đó chính là võ đăng kiếm Wonder, cũng khá nổi tiếng. Thứ hai là binh giáo bút Superman, và thứ ba đó là em thật là ngốc. Và em thật là ngốc chính là võ đăng bút Chu Tức Xoáy, duy nhất võ đăng truyền kỳ 2. À không phải duy nhất, tôi cũng không chắc lắm, nhưng mà anh là một trong những võ đăng bút top 1 của võ đăng truyền kỳ 2 hiện tại, thời điểm hiện tại. Và đây chính là trận thi đấu của bản thi đấu miền Nam nha anh em. Và trận đầu tiên xảy ra vào lúc 9:30, và trên màn hình đó chính là ngài mình kiếm Ngây Thơ full Chu Tức Tướng với có thể nói là kim xà cực kỳ ngon. Mình giả bút Silvery và Thúy, có lẽ là Thúy Tiên Như Ngọc. Ok, xin mời anh em đến với trận thi đấu thứ nhất của hai tem của vòng bảng thi đấu miền Nam, giữa Hắc Phong và CLO Trần. Với sức mạnh của võ đăng kiếm Wonder thì có thể là anh sử dụng những skill 5 năm có thể gây choáng cho đối thủ, và khi đó thì có thể cho mình giả bút Superman thả. Nhưng mà có lẽ là khá khó khi mà em thật là gốc đã nằm xuống rồi, võ đăng bút Xoáy đã nằm xuống rồi, và Superman cũng ngay lập tức nằm xuống. Bởi vì có thể nói là tem của em thật là gốc Superman cũng như là võ đăng kiếm dường như là tương đối khó khi gặp phải tem của Hắc Phong, với sự xuất hiện của Nga Mi Kiếm cũng như là Thúy Yên Vũ Tin Xoáy Như Ngọc cùng với mình giả bút Silvery với lượng tốc cực kỳ cao. Còn hiện tại thì chỉ trên màn hình nó chỉ còn võ đăng kiếm thôi. Còn võ đăng kiếm tương đối là trâu, anh tương đối trâu nhưng anh cũng đã phải nằm xuống rồi. Vâng, trận thi đấu đầu tiên của hai tem, và chiến thắng dành cho tem Hắc Phong, và Hắc Phong đã dành cho mình 1 điểm. Nếu chiến thắng trong trận thứ hai thì Hắc Phong sẽ tiến vào vòng trong, coi như là chiến thắng chung cuộc trong cái trận thi đấu vòng loại ngày hôm nay. Xin lỗi anh em, có thể là do một số vấn đề kỹ thuật cho nên là tôi không thấy cái trận thi đấu thứ hai giữa tem Hắc Phong và CEO Trần, CEO Đi Trần. Mà bây giờ tiếp tục là trận thi đấu giữa cặp tem khác anh em nhé. Giữa tem mà tôi xin đấy là tem khuyến khích 20 cao su của bảng thi đấu miền Bắc nha anh em. Và tem đó là TKH No 1. Với tem khuyến khích 20 cao su thì sự xuất hiện của ba ác đó chính là Nano Checky, Anh Tú và Erprin. Nano Checky là Nga Bi Đàn, Anh Tú là Thiên Long Quyền, và Erprin nó chính là Nga Bi Kiếm. Còn đối với tem đó là Z1TH No 1, đó chính là sự hiện của ba ác, đó chính là Thiên Vũ Tiên Gơn Phù Du, Nga Bi Đàn Valen, à không, Nga Bi Kiếm Valentine và Nga Bi Đàn Chu Tức Tướng Hồ Điệp. Và đây là một trong những trận có thể nói là hay nhất trong cái long tranh hổ đấu của vòng loại ngày hôm qua, khi mà hai tem thi đấu cực kỳ ấn tượng, và hai tem này là một trong những hai tem tranh chức vô địch của long tranh hổ đấu lần 10 nha anh em, cực kỳ là bá đạo. Vâng, chỉ còn một vài giây nữa thôi thì vâng, trận thi đấu chính thức bắt đầu. Đây, trận thi đấu thứ nhất của hai tem đó chính là tem khuyến khích 20 cao su và THK No 1 nha anh em. Vâng, hiện tại thì Gun Fuzu đang bật mộng xà cho mình. Hiện tại thì hình như là chiến thuật của tem đó là TH No 1 thì là bắt chết Nga Mi Kiếm. Vâng, Nga Mi Kiếm hiện tại đang bị dính chậm, ngay lập tức thì chị chạy được rồi. Vâng, không, chưa tăng máu đâu chị. Vâng, chưa tăng máu, ngay lập tức thì một pha tự hồi máu, một pha quan đâm để tự mình. Vâng, đối với Nga Mi Kiếm Xoáy thì có thể nói là Nga Mi Kiếm Chu Tức Tướng, Chu Tức Xoáy thì là một trong những Nga Mi Kiếm có thể nói là tự hồi máu kinh khủng. Một pha quan đâm có thể hồi máu đến 567 ca máu. Vâng, hiện tại trên màn hình đó chỉ là Nanui Checky, Nanui Checky vâng đang máu vàng rồi. Tôi thấy là Thúy Yên Vũ Tiên cũng đang bắt Nga Mi Đàn rồi. Nào, Checky hiện tại đã bật máu cho mình rồi. Có lẽ là chị ăn hiệu quả thương dược máu nhỏ. Vâng, những pha mộng xà 230 ca máu, 34 ca máu đến từ Thúy Yên Vũ Tiên Gơn Phù Du. Thiếu Lâm Quyền Anh Tú đang dính nguyệt thực. Vâng, khi mà anh nhấc chân lên thì một pha nguyệt thực 124 ca máu, quá là kinh khủng. Vâng, hiện tại thì anh Tú đã sút nằm ngã Valentine, và Valentine đã đứng dậy rồi. Và bình thường là trong đây thì có sự hỗ trợ của Xoáy, những pha sút ngã thì có thể nói là tương đối là hiếm nha anh em, bởi vì kháng hiệu ứng tương đối là nhiều.
trận thi đấu này thì cực kỳ là căng thẳng. Và hiện tại vâng, anh Tú sút vào cả Hồ Điệp lẫn cả Gần Phù Dung. Một trận thi đấu có thể nói là anh em thể thấy là hai bên rất cân bằng. Vâng, Nga Mỹ Kiếm Valentine đang hồi máu, tanh máu cho Gần Phù Du rồi. Gần Phù Du đang bắt Thiếu Lâm Quyền, vâng, chuyển đối tượng sang Thiếu Lâm Quyền rồi. Khi mà chị ban đầu thì đang bắt đối tượng đó là Nga Mỹ Kiếm, bây giờ chuyển sang Thiếu Lâm Quyền rồi. Vâng, không ăn thua. Vâng, những pha mộng xà tương đối là đau đến từ Thúy Yên Vũ Tiên xoáy Gần Phù Du. Thúy Yên Vũ Tiên xoáy Gần Phù Du thì mặc trên mình đó là trang bị Chu Tức xoáy kết hợp với cả phá hồn nha anh em, hai món phá hồn, nón và quần. Vâng, tiếp tục. Vâng, Gần Phù Du vẫn muốn bắt vâng Earn Prince, vẫn muốn bắt Nga Mỹ Kiếm Earn Prince, nhưng mà ngay lập tức là Prince hình như là chị đã bắt chín chuyển dành cho mình rồi. Vâng, Thiếu Lâm Quyền anh tú đang máu vàng đấy rồi, liệu lại chuyển sang bắt anh Tú. Vâng, Thiếu Lâm Quyền anh Tú vâng sút gần chết Hồ Điệp tăng máu rồi, Hồ Điệp tăng máu thỏ cho mình rồi. Vâng, khá rồi. Trong đấu trường của Long Tranh Hổ Đấu thì có thể là được hồi sinh anh em nhá, hồi sinh thoải mái chứ không phải là chết là coi như là kết thúc nha anh em, chỉ cần còn Nga Mỹ Kiếm là hồi sinh thoải mái. Vâng, một trận thi đấu quá là căng luôn anh em. Vâng, anh Tú ngủ rồi, anh Tú sau khi vừa sút rồi vào Thúy Yên Vũ Tiên Gần Phù Du thì dính ngủ rồi, nhưng mà rất may cho anh đã được sự hỗ trợ đến từ nhiệt tình đến từ Nga Mỹ Kiếm Overin, và gần như là quá tuyệt vời. Lượng máu của anh có thể nói là anh gần vào cờ tử nhưng mà anh vẫn được hồi sinh một cách thần kỳ. Có thể nói sự hiệu quả đến từ Nga Mỹ Kiếm Overin là cực kỳ hiệu quả, chỉ cần một hai cái quan âm thôi là có thể là giúp tem đầy máu rồi. Sức mạnh đến từ những Nga Mỹ Kiếm Chu Tức tướng, Chu Tức sói là không phải bàn luôn anh em ạ, quá là kinh khủng rồi. Vâng, Thiên Long Quyền sút vào Thiên Vũ Tiên khá là mũi chích y đốc. Vâng, tiếp tục anh sẽ sút vào Nga Mỹ Đàn Hồ Điệp. Vâng, Nga Mỹ Đàn Hồ Điệp máu vàng rồi, vâng, máu rồi. Cả hai thì đều có sự hỗ trợ, vâng, anh Tú đỏ máu rồi, cả hai đều sự hỗ trợ của sói cho nên là máu hồi rất là nhanh nha anh em, cộng thêm cả hổ tế nữa, hồi máu rất nhanh. Rồi tôi nghe đâu đó là một, và hiện tại vâng, Thúy Yên Vũ Tiên sói đang bắt đứng im Erpurin, có lẽ là vẫn muốn bắt chết Nga Mỹ Kiếm, vẫn muốn bắt chết Nga Mỹ Kiếm anh em ạ. Rồi anh em có thể thấy là nhấc chân lên phát lào là bị nguyệt thực khoảng 100k máu anh em, 110 đến 120k. Vâng, Thiếu Lâm Quyền anh Tú thì đang muốn sốc chết Thúy Yên Vũ Tiên xoáy, nhưng có lẽ là Thúy Yên Vũ Tiên xoáy quá trâu anh em ạ. Vào trong đây thì vào trong long tranh của đấu thì không còn hiệu 33 nữa rồi, 11 nữa rồi. Do vậy là sức mạnh của Thiếu Lâm Quyền cũng tương đối là giảm đi khá nhiều. Nhưng mà tôi nghe đâu đó là Thiếu Lâm Quyền anh Tú với dàn trâu cực kỳ ngon, bỏ qua giảm thọ thương, dường như đó đấy phải. Có thể nói là sức đam cực kỳ là mạnh mẽ. Vâng. Còn Thiếu Lâm Quyền anh Tú luôn chọn cái địa điểm tốt nhất để có thể sút. Vâng, anh văn vân đây rồi, anh sút đây rồi. Vâng, một mình anh luôn chọn những cái địa điểm đó là đứng giữa ba đối thủ của team bạn để một mình sút. Rồi, anh lại văn vân, anh sút vào Valentine, anh chuyển đối tượng sút vào Valentine rồi. Sau khi mà sút vào Thiên Vũ Tiên không ăn thua thì anh chuyển sút vào Valentine rồi. Vâng, Vida xong rồi. Vida. Bây giờ anh tìm đối tượng nào để sút đây? Tương đối là căng. Đó, anh ra biệt thị đó là hãy theo tôi, một pha đấm chay vào đâu đó vào Thúy Yên Vũ Tiên thì phải. Vâng. Vâng. Đang bị chậm đến từ Nga Mỹ Đàn rồi. Rồi, tìm ai để sút đây. Hiện tại thì ba ác của team bạn đang chậm rồi. Nếu mà anh chưa kịp sút thì anh cũng đã bị chậm. Vâng, anh đã bật tiềm long cho mình rồi. Rồi làm gì đây? Rồi, vâng, anh sút vào Valentine anh em ơi, anh sút vào Valentine. Và Hồ Điệp, Valentine và Hồ Điệp đang máu vàng anh em, đang máu vàng. Vâng, trong đó thì tôi nhìn thấy đâu đó một ác đang máu đỏ. Vâng, đó chính là Nga Mỹ Kiếm Valentine máu đỏ. Vâng, ngay lập tức thì hồi máu rồi. Quá nhanh chóng. Có thể nói là toàn những ác trâu bò nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 thì đang hội tụ ở cái trận thi đấu này rồi. Một trận thi đấu cực kỳ gay cấn và cực kỳ lâu. Rồi. Vâng. Tôi thấy là Thiếu Lâm Quyền anh Tú dường như là sử dụng Vida nhiều hơn là so Văn Vân. Anh hay sử dụng Vida hơn. Có lẽ là do hiệu ứng chậm đến từ Nga Mỹ Đàn. Do vậy là anh cũng không hạn chế sử dụng Văn Vân. Mà anh sử dụng Vida nhiều hơn. Và anh sút vào Thiên Vũ Tiên, Côi Phú Dung. Gần Phú Dung.
trận thi đấu có thể nói là cực kỳ lâu và một trận thi đấu có thể tôi có đánh giá là lâu nhất của các thời kỳ đóng tranh hội đấu. Gần như là lâu nhất rồi anh em ạ. Không biết có trận nào thi đấu lâu hơn thì anh em có thể kể cho tôi đi, chứ hiện tại là tôi thấy nó đã bá quá. Vâng, sút vào Ngamidan hồi điệp. Anh Tú lại chuyển đối tượng sút Ngamidan hồi điệp. Hết Ngami kiếm anh lại chuyển sang Thúy Yên Vũ Tiên và chuyển cuối cùng là chuyển sang Ngamidan. Cứ thằng nào ít máu thì anh sút, thế thôi. Công việc đơn giản, lương cao. Đấy rồi, sau khi được sen cho anh Tú rồi anh làm gì đây? Anh làm gì đây? Thấy Ngamidan hơi ít máu, anh chuyển sang đối tượng Ngamidan. Tôi nhìn rồi. Rồi, anh sút Ngamidan mà. Rồi, Ngamidan hồi điệp ngã rồi. Tôi nhìn thấy ít máu là tôi phải sút ngay chứ lị, đúng không ạ? Rồi, Ngamidan hồi điệp lại tiếp tục tăng máu rồi. Úi giời ơi. Có thể nói là bây giờ chỉ cần team nào bắt chết được Ngami kiếm trước thì coi như là phần thắng chắc chắn là thuộc về team đó. Vâng, Ngami kiếm Valentine đang liên tục tanh máu cho mình. Có những pha tanh máu để nó vừa tanh được khoảng 3-4 phát thôi thì chị đã đầy máu. Mình tanh thế thì ai chơi lại đối với chị. Vâng, hiện tại thì Gun Phù Du đang quẩy vào anh Tú. Vâng, bây giờ thì tôi nhìn thấy pha vân vân của anh rồi. Anh sút chết, vâng, sút chết không ạ? Không sút chết Gun Phù Du rồi. Không sút chết Gun Phù Du rồi anh em. Rồi, chỉ còn tầm khoảng 1-2 bát nữa thôi là Gun Phù Du chắc chắn là nó mất rồi. Vâng, hiện tại thì Gun Phù Du, vâng, chị đã bật mật tình ngủ. Chị đã bật mật tình ngủ. Vâng, Gun, anh Tú đã chuyển đối tượng sút vào Ngami kiếm và Ngami đàn. Nhưng khả năng là không xi nhê rồi, không ăn thua rồi. Nhưng mà Gun Phù Du tôi đang thấy còn một tí máu thôi. Rồi, Gun Phù Du còn một tí máu, liệu anh sút chết không? Rồi, không kịp rồi. Bị bắt hiệu ứng đứng im rồi anh em. Bị bắt hiệu ứng đứng im đến từ Ngami đàn hồi điệp rồi. Vâng, anh Tú đang tụ vũ khí, bật tiệp long rồi. Rồi, Vida. Bật Vida đây rồi. Rồi, đang bị làm chậm, khá là khó chịu đến từ Ngami đàn. Rồi, làm gì đây? Anh sút vào ai đây? Thúy Yên Vũ Tiện không? Anh chuyển đối tượng rồi. Chuyển đối tượng sút lên, đó là sút vào Ngami kiếm. À, sút vào Ngami đàn rồi. Đâu rồi, sao không quay Thiếu Lâm Quyền vậy? Ok, ai đi? Làm gì đây? Làm gì đi không? Vâng. Anh Tú đang sút vào Ngamidan hồi điệp. Vâng, đang Ngamidan hồi điệp. Liệu Ngamidan hồi điệp nằm xuống không? Nằm xuống rồi. Ngamidan hồi điệp ngay lập tức tăng cửu chuyển cho mình rồi. Quá trâu bò đến từ hồi điệp. Một trong những Ngamidan thuộc top 2, top 1, top 2 của Võ Lâm Chỉ Kỳ 2. Của Hà Bá Đạo. Một trận thi đấu thế nói là tôi cũng không biết nói gì luôn này em ạ. Quá lâu. Vâng. Vâng, hiện tại thì vâng, vừa một pha bật thiên hỏa Diêm Vương đến từ Gun Phù Du. Vâng. Dường như là tôi thấy vâng, một pha phản đam anh em ơi, một pha phản đam đến từ Thúy Yên Vũ Tiên, pha phản La Hán đúng không ạ? Phản La Hán thì từ Thiếu Lâm Quyền. Vâng, Thiếu Lâm Quyền sút chết Valentine rồi, ngay lập tức vâng, ngay lập tức sau khi một Gun Phù Du đã chết, tức là xoái đã mất thì lúc đó thì Ngamidan bật mê tâm bắt choáng và Thiếu Lâm Quyền sút chết một pha còn quá tuyệt vời. Có lẽ là một pha tanh máu lỗi đến từ Gun Phù Du, chứ không thì có lẽ là rất lâu thì ở trận thi đấu này thì chúng ta cũng đã biết chiến thắng dành cho ai rồi. Chiến thắng dành cho tem đó là tem khuyến khích 20 cao su nha anh em. Khuyến khích 20 cao su đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên của trận thi đấu có thể nói là lâu nhất của lịch sử long tranh hổ đấu Võ Lâm Chỉ Kỳ 2. Vâng, trên màn hình thì tôi lại được soi cho anh em một Ngami kiếm. À đây là Thúy Yên Vũ Tiên vui Khôi Phú Du này, 170 mạch. À Gun Phú Du, tôi cứ nhầm là Khôi Phú Du, sorry anh em một tí. Vâng, anh mặc hiện tại là hóa cảnh cao nhất rồi. Trên màn hình đó chính là Ngami kiếm thuộc hàng top Võ Lâm Chuyển Kỳ 2. Ngami kiếm Valentine, quân hàm nguyên soái 170 mạch. Có thể nói là Ngami kiếm cực kỳ kinh khủng. Với mất tịch cực kỳ bá đạo. Dường như là tôi nhớ là chị này có một cuốn vô cụ 200 thì phải. Vâng, mời anh em đến với trận thi đấu thứ hai. Trận thi đấu đầu tiên thì tem của khuyến khích 20 Gasu đã chiến thắng tem No One rồi. Và trận thi đấu thứ hai thì liệu là tem No One có bật lại và gỡ hòa một đều không? Vâng, mời anh em đến với trận thi đấu thứ hai nhá. Vâng, Checky. Vâng, tôi vừa nhìn thấy Checky dính biệt thực và chị vừa đặt hai cái đàn xuống thì đã mất hơn 200 ca máu. Vâng, bắt ép Gun Phù Du đã phải tăng máu. Thiếu Lâm Quyền anh Tú vâng, một pha sốc đam bắt ép Thiếu Thúy Yên Vũ Tiên Gun Phù Du phải tăng máu rồi. Vâng, anh em có thể thấy là những pha nguyệt thực cực kỳ đau đến từ Hồ Điệp. Khiến Hà Đô Checky chỉ cần đàn hai cái thôi là có thể nói là
đã mất nửa cây máu rồi. Đâu đó gần nửa cây máu rồi. Và hiện tại thì gần phù du đã bắt hiệu ứng, cũng như Gavidan đang bắt hiệu ứng cả tem của khuyến khích 20 cao su. Còn thiếu Lâm Quyền Anh Tú đang tiếp tục sút vác vào Hồ Điệp. Hồ Điệp nằm xuống, gọi không nằm xuống bởi vì chị quá trâu. Vâng, gì đây, Văn Vân rồi, Cá Diệp Văn Vân. Vâng, tụ khí cực kỳ nhanh nha các bạn, tụ khí cực kỳ nhanh. Tiếp tục, vâng, hiện tại thì anh Tú cũng như là Erperin đang bị bắt hiệu ứng rồi. Bắt hiệu ứng chậm và anh Tú đang chạy như một con rùa. Vâng, liên tục xúc vào gần phù du. Gần phù du tăng được máu không? Không, úi dồi ôi chị ơi, không kịp tăng máu rồi. Ngay lập tức thì ngang kiếm hiếm Valentine đã, vâng, hồi sinh kịp không? Có hồi sinh kịp rồi anh em, có hồi sinh kịp nha anh em. Có hồi sinh kịp và ngay lập tức thì gần phù du đang bị bắt choáng. Đến từ Nga Mì Đàn của tem khuyến khích 20 cao su. Nhưng mà ngay sau đó thì ấy rồi. Vâng, một trận thi đấu cũng có thể nói là cực kỳ hay đến từ hai đội, cân tài cân sức. Vâng, gần phù du đang liên tục bắt chết Nga Mi Kiếm và có một tí bóng. Vâng, gần có thể nói là bật cửu chuyển, không phải nói là tôi không còn từ gì nói, cực kỳ kịp thời anh em ạ. Đến từ Nga Mi Kiếm Oberyn, cực kỳ kịp thời, bật cửu chuyển cực kỳ kịp thời. Vâng, Hồ Điệp, vâng. Thì vâng, dường như là Thiên Đông Quyền, tôi đang thấy là Thiên Đông Quyền đã bắt chết Hồ Điệp Nga Mi Đàn thì phải. Vâng, Hồ Điệp nằm xuống rồi, Hồ Điệp nằm xuống rồi. Vâng, thiếu Lâm Quyền Anh Tú đã sút chết Nga Mi Đàn, Hồ Điệp và sút chết cả Thúy Yên Vũ Tiên rồi anh em. À, sút chết Thúy Yên Vũ Tiên một lần rồi, nhưng ngay lập tức thì được Nga Mi Kiếm tốc độ hồi sinh bàn thờ đến từ Nga Mi Kiếm xoáy Valentine. Có thể nói là tôi nghĩ là chị lên xoáy là có mục đích nha anh em. Nga Mi Kiếm Valentine lên xoáy là có mục đích cả đấy, chứ không phải là đùa đâu. Vâng, gần phù du nằm xuống từ lúc nào vậy? Gần phù du nằm xuống từ lúc nào vâng? Nga Mi Kiếm Valentine bị bắt choáng rồi, bị bắt choáng là xong rồi. Và trận thi đấu thứ hai dường như là chắc chắn chiến thắng là thuộc về, gần như là 99% chiến thắng là thuộc về tem khuyến khích 20 cao su rồi. Và xin chúc mừng tem khuyến khích 20 cao su đã tiến với vòng trong nhờ hai trận thi đấu cực kỳ ấn tượng. Và đến từ Thiên Đông Quyền, anh Tú. Vâng, có lẽ là không còn gì nữa thì tôi sẽ tiếp tục chuyển sang các trận thi đấu tiếp theo nha anh em. Ồ vâng, trên màn hình đó chính là Nga Mi Kiếm xoáy. Vâng, định mạnh thằng AD nó quay nhanh quá anh em ạ. Nga Mi Kiếm xoáy, Nga Mi Kiếm xoáy đó là chính Oporin. Vâng, chị mặc cho mình, đây tôi sẽ dừng lại cho anh em coi. Nga Mi Kiếm xoáy nha anh em, quần hàm nguyên xoáy với tốc độ hồi máu cực kỳ là bá đạo. Vâng, chị đã đeo cho mình full set kháng hiệu ứng rồi thì thôi khỏi bàn luôn. Quá cảnh là 148 mạch. Trung tức xoáy sẽ khảm áo choàng kháng hiệu ứng, quá là tuyệt vời. Và kháng hiệu ứng là dư thừa luôn. Vâng, đây chính là nhân tố hiệp độc đây rồi anh em. Có lẽ là tất cả anh em đều muốn theo dõi cái tin tức của năm độc, một trong những năm độc top 1 Võ Lâm Truyền Kỳ 2, Lion King. Năm độc này thì năm độc này chính là năm độc úp từ hiểu tướng, và tôi cũng đã like rất là nhiều cho anh em coi. Đó là lâm độc chu tức tướng. Và ngày hôm nay thì anh đi cùng với tem, đó chính là Nga Mi Đàn và Nga Mi Kiếm. Và ngày hôm nay thì anh cũng có tham dự giải đấu Long Tranh Hổ Đấu. Và hôm nay thì chúng ta cùng chờ xem màn thi đấu trình diễn của anh như thế nào. Có thể nói là lâm độc này hôm nay anh tôi thấy trên màn hình đó là anh không sử dụng thi lãnh hương lăng, mà anh chuyển sang đó là bắc lục. Tại sao lại như vậy ạ? Có lẽ là anh lãnh hương lăng bản trong này thì anh không hầu anh ấy ở trong này thì anh không được búp ấy rồi, trong này thì anh không được đổi hệ rồi, do vậy là không có thiếu lâm trượng mà không có đổi hệ được, do vậy là anh đành phải xài sang bắc lục thôi. Lãnh hương lăng dễ ngọt củ tỏi lắm anh em, mà những vô song chiến thần cũng như là chu tước xoáy có thể nói là thả những pha lâm đinh dễ ngọt củ tỏi chết hết thi của anh, do vậy là anh chuyển sang bắc lục. Ok, thì chúng ta cùng chờ xem ngày hôm nay trình diễn của anh như thế nào. Và mời anh em đến với trận thi đấu tiếp theo nha anh em. Vâng, trên màn hình đây, tôi sẽ soi cho anh em. Đó chính là Nga Mi Kiếm Harmonica Fay. Fay nha anh em, chứ còn Harmonica thật nó là chu tức xoái rồi. À, quên uy hổ xoái cơ. Còn đây chỉ là trang bị thanh long xoái thôi anh em. Và đi cùng với tem của Lion King. Có lẽ là cũng tem đập độc này thì cũng có thể nói là vào được vòng trong, nhưng cũng không thể, khó có thể vô địch được, theo tôi đánh giá là như vậy, khó có thể vô địch được. Vâng, trên màn hình đó chính là Nga Mi Đàn Chian. Nga Mi Đàn hình như là cũng là chu tước thì phải anh em ạ.
Vâng, thì đâu đó tôi đã nhận được thông tin thì trận thi đấu thứ hai giữa team Memory và team KBC thì phần thắng đã thuộc về team đó là Memory rồi nha anh em. Và có lẽ là một kết quả cũng không có gì ngạc nhiên quá khi team Memory sở hữu những dàn trang bị chu tức tướng quá bá đạo. Còn đối với team KBC thì chỉ là sát tinh và uỷ tướng thôi. Và mời anh em đến với trận thi đấu tiếp theo của hai team, đó chính là team nào đây? Team nào đây? Team nào đây? Đó chính Vâng, đó chính là team giữa Avenger và team 4 thằng L. Giữa Avenger thì sự xuất hiện của Lion King hiệp độc, Harmonica Faye, Thanh Long Sói kết hợp phá hôn và No Chian, đó chính là Gamidan. Còn team của 4 thằng L là sự xuất hiện của Thị Nở, Game Over và Khang Dubai. Khang Dubai thì là trang bị chu tức tướng của Vô Song Chiến Thần. Thế còn Game Over là sự xuất hiện của trang bị full chu tức tướng nha anh em, full chu tức tướng, full Game Over là Côn Lôn Thiên Sư. Và cuối cùng là ác Thị Nở. Thị Nở là ác gì nhá? Thị Nở chính là, còn Thị Nở là Gamidan uy hiểu tướng nha anh em. Vâng, vâng, hiện tại thì vâng, anh em có thể thấy trên màn hình đó là hiệp độc Lion King đang bắt Gamidan uy hiểu tướng Thị Nở. Có thể nói là khá là khó cho team ấy. Mặc dù là ngày hôm nay thì anh em có thể thấy trên màn hình đó là sự xuất hiện đến từ Game Over. Như bình thường ở Võ Lâm Truyền Kỳ 2 thì nếu mà sử dụng Lãnh Hương Lăng mà đã đổi hệ 1-1 thì khó bị giết, nhưng có thể gặp một số hệ phái như là Cổ Sư hay là Côn Lôn Thiên Sư hoặc là Dư Do Cung thì đều có thể là bị giết chết Thi bất cứ lúc nào. Và ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là sự xuất hiện đến từ team của Game Over, Thị Nở và Khang Dubai. Hình như là tôi cảm giác hình như là không có kháng hiệu ứng thì phải, đúng không? Khang Dubai thì không biết là chu tức tướng hay chu tức soái, dường như là chu tức tướng thì phải anh em ạ. Vâng, Gamidan Thị Nở, vâng, Gamidan Thị Nở nằm xuống rồi, Khang Dubai cũng đã nằm xuống từ lúc nào rồi. Và bây giờ trên màn hình là chỉ còn Game Over thôi, và một mình Game Over đang đơn độc và anh tương đối là buồn. Vâng, anh em có thể thấy là Bắc Lục Lâm Minh Chủ bằng lượng thi vả kìa, lượng thi vả vào Game Over cứ hơn chục ca máu một phát thì bố thằng nào mà chịu được. Vâng, xin chúc mừng trận thi đấu đầu tiên của team Avenger và F và 4 thằng lò thì Avenger đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Vâng, trong khi mà chờ đợi trận thi đấu thứ hai giữa team của Avenger và team của 4 thằng lò thì mời anh em đến với cục thi đấu của miền Bắc. Trận thi đấu giữa team của Ryan và TPQ. Ryan sở hữu cho mình những ác như là Hoàng Nam, Boss Phù Du và Zatgun. Còn TPQ sở hữu cho mình Dơ Thương Voicon, Boss Music và Kawai. Ngay lập tức thì tôi đã thấy cái băng quyền Hoàng Nam đấm chết Thiên Long Quyền ấy rồi. Thiên Long Quyền gì đấy, Thiên Long Quyền Kawai 007 rồi. Bằng những pha có thể nói là cái băng quyền Hoàng Nam chính là cái băng quyền chu tức xoáy nha anh em. Chu tức xoáy, một trong những cái băng quyền top 1 Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Chu tức xoáy và anh mặc trên mình có lẽ là trang bị phá hồn, kết hợp hai món phá hồn và những pha đấm cực kỳ là chất lượng đến từ anh. Vâng, ối rồi ôi, ối rồi, 170, ối tôi nhìn đâu đó là 172 ca máu anh em ạ. Bắt đầu fail, còn đấm chết Boss Music rồi. Anh em có thể thấy là team của, vâng, trận thi đấu thì chính thức kết thúc và Ryan đã giành chiến thắng. Team Ryan đã giành chiến thắng. Hoàng Nam chính là cái băng quyền chu tức xoáy, còn Boss Phù Du chính là cổ sư chu tức tướng, còn Zatgun thì tôi chưa rõ lắm. Vâng, mời anh em đến với trận thi đấu thứ hai của team đó là The Avenger và team 4 thằng L. Trận thi đấu thứ hai xuất hiện luôn anh em ơi, xuất hiện luôn. Và liệu là team 4 thằng L thì có gỡ lại được một không không? Trận thi đấu chính thức bắt đầu. Và pha ngật thực bật đầu tiên. Và ngay lập tức hiệp độc Lion King chỉ thi ngay Gamidan. Và chỉ có bắt Gamidan thôi chứ tầm này bắt ai nữa. Vâng, thật ra thì tôi nghĩ là đối với team của Lion King, à team của Avenger thì có lẽ là bắt ai cũng được. Bởi vì là team họ, team của hiệp độc quá mạnh anh em ạ, team hiệp độc quá mạnh. Và những pha chém thương, và anh em cùng chiêm ngưỡng những pha chém thương đến từ hiệp độc. Và pha chém thương thôi cũng cảm đi thốn vào lòng người luôn, cảm thấy thốn vào lòng người. Có lẽ là theo quan điểm của tôi thì bắt hiệp, bắt Gamidan hoặc là bắt Khang Dubai, Mizabut thì đều ok hết anh em ạ, đều ok hết. Và vào trong lòng chạy của đấu này thì Bắc Lục Lâm Minh Chủ được sự hồi máu cũng như là tanh máu đi từ Harmonica cũng như là phổ tế và áo xoáy. Có thể nói là thi cũng tương đối là khó chết nha anh em, tương đối là khó chết, mặc dù là bên kia cũng có mình giáo bút thả lượng đam cực kỳ là to. Vâng, Khang Dubai đỏ máu rồi, đi ngay lập tức cho anh tăng máu rồi. Ở trong đây thì đối với team của 4 thằng L thì có lẽ là Game Over là ác châu nhất ở đây rồi, ác châu nhất của team 4 thằng L rồi.
Vâng, thỉnh thoảng anh game over, anh thỉnh thoảng anh đặt mấy cái giật xét xung quanh nó cũng thấy tương đối là thốn. Và Khang Dubai nằm xuống rồi. Khang Dubai bị chém chết bởi hiệp độc rồi. Ở trong tem của Adventure thì tem Adventure thì hiệp độc chính là đam chính nhá anh em. Đam chính. Và đâu đó thì tôi nhìn thấy Enochian hình như là Nga Mi đàn Chu Tức Tướng thì phải. Và trận thi đấu thứ hai giữa tem 4 thằng L và Adventure thì phần thắng đã thuộc về Adventure. Và Adventure đã chiến thắng chung cuộc sau hai loạt trận thi đấu. Và Adventure sẽ tiến vào vòng trong nha anh em. Tiến vòng trong. Vâng, mấy anh em tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai giữa tem của CPQ đúng không ạ? Tem của Ryan và CPQ. À TBQ chứ không phải CPQ. Vâng, thì Long Quyền Kawai được có cơ hội sút rồi. Vâng, anh Văn Vân anh sút vào cái băng quyền. Ối giời ơi, ối giời ơi. Không ăn thua rồi anh ơi. Bởi vì cái băng quyền quá trâu. Vâng. Anh em có thể thấy trên màn hình. Cái băng quyền quá trâu. Vâng, hiện tại thì Kawai đang sút vào cả cái băng quyền lẫn cả cổ sư Chu Tức Tướng. Bót phủ du. Vâng, những pha đấm cực kỳ chất lượng đến từ cái băng quyền. Rồi, 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 rồi. Đấm gì đây rồi. Anh sút vào cả băng. Vâng, anh sút vào. Anh sút vàng máu rồi. Không phải là anh sút vào máu anh em ạ. Có lẽ là vâng, dưa thương trên mình là, trên màn hình đó chính là dưa thương voi con. Nhắc tới voi con thì tôi lại nhớ lại huyền thoại. Huyền thoại dưa thương voi con vào những thời kỳ trước. Có thể nói làm lên tên tuổi trong các cái giải đấu băng hội tiếng Anh. Cũng như là các cái giải đấu long tranh hổ đấu của dưa thương. Voi con thì anh được mệnh danh là một trong những huyền thoại rồi. Khi mà chủ yếu là solo 1-1. Còn giải đấu thì đương nhiên là cũng rất châu bò rồi. Vâng. Thật ra thì khi mà đi tham dự cái giải đấu này thì giờ thương gần như là hơi bị thiệt. Thiệt, tương đối là thiệt quá nhiều. Bởi vì là khi mà vào trong giải đấu này thì được sự hỗ trợ Nga Minh Kiếm và tanh máu rất là khỏe. Và giờ thương khó có thể kết liễu đối thủ được. Đi chủ yếu là giờ thương chỉ là hỗ trợ hiệu ứng thôi. Chứ không có, về cơ bản thì không có tác dụng quá nhiều trong việc tham dự giải đấu này. Ok, thì vậy là theo tôi tình hình thì tôi đánh giá thì Kawai và Boss Music đã nằm xuống rồi. Và chỉ còn Voicon thôi. Còn Voicon đang bị hấp diêm bởi Zatgun, Boss Phù Du với cả cái băng quyền Hoàng Nam. Vâng, có lẽ là trận thi đấu thứ hai phần thắng tiếp tục. Phần thắng tiếp tục thuộc về tem đó chính là Ryan. Và Ryo thì đã thắng chung cuộc trong trận thi đấu thứ hai. Và sẽ tiến vào vòng trong nha anh em. Thắng chung cuộc rồi. Tiếp tục mời anh em đến trận thi đấu của Royal đúng không ạ? Ở đâu tự nhiên xuất hiện cái băng quyền Hoàng Nam ở trong đây nhỉ? Và tem ấy quá. Ở đây chính là tem của anh Tú đây rồi. Và tem Royal vừa thi đấu thì tôi cũng chưa hiểu lắm về cái hai tem này thi đấu kiểu gì nhỉ? Rồi rồi, cá băng quyền Hoàng Nam rồi đang săn anh Tú. Và chúng ta xem 62k máu. Rồi anh đấm gì đây? 71k. Chấp 3 được không à? Úi chấp luôn chứ còn gì anh. Úi giời, anh đấm kìa. Thế thì ai chơi lại anh được. Úi giời, nổ bạo kích luôn. Úi 202k máu. À đương nhiên rồi. Đấy là khi hiện tại thì cả hai không mặc đồ. Rồi, sau khi đó thì AD thông báo là cả hai thi đấu lại. Và anh cái băng quyền thì chắc là 1-0. Một pha tấu hài đến từ anh cái băng quyền Chu Tức Soái. Mời hai đội ra ngoài thi đấu lại. Ok anh em. Vâng, mời anh em đến với trận thi đấu giữa tem. Đó là tem khuyến khích 20 cao su đúng không ạ? Khuyến khích 20 cao su. Và tem của Rayo. Thì tôi nhìn qua thì tôi có lẽ tôi cũng có thể đoán. Tôi nghĩ là tem của khuyến khích 20 cao su sẽ giành chiến thắng. Ô, gì đây, gì đây? Vâng, Nga Mi Kiếm rát gơn bên tem của Royal. Hiện tại thì chị đang cưỡi ngựa và chạy lòng vòng. Và chị có chat câu đó là chấp luôn cả Nga Mi Kiếm vì đã có cổ sư rồi. Vâng, có lẽ là tôi nghĩ là cứ đánh hết mình đi chứ lị nhờ. Vâng, còn thì Đông Quyền Anh Tú đang sút vào Nga Mi Kiếm. Như thế này thì trông nó hơi lệch quá. Trong nó không được không. Vâng, thiếu được quyền Hoàng Nam. À, cái băng quyền Hoàng Nam đang dính loạn. Vâng, tiếp tục anh đấm này. Úi dồi ôi. Vâng, có thể nói là anh em thể thấy là một trận thi đấu Nga Mi Kiếm của tem Royal không có đánh nhá anh em ạ. Không có ấy. Rồi 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 rồi.
Dắt gơn bị loạn vào. Sau đó thì Thiền Long Quyền anh Tú đã sút chết sát gơn rồi. Rồi, làm gì đây? Vâng, có thể nói là những pha, vâng, pha thi cổ đến từ Boss Fuzu khá là kinh tởm. Vâng, liên tục yêu cổ, tăng yêu cổ cho Hoàng Nam. Hoàng Nam đấm cũng khá là chất lượng anh em ạ. Ấy à. Vâng, chúng ta xem những pha đấm đến từ cái bóng quyền Hoàng Nam mà. Úi giời, 75k máu. Ui 100k kiểu, ui 100k gần sốc chết kiểu, ui giời. Không phải đùa đâu anh em ạ, lằng nhằng thua đấy. Nhưng mà cũng khó thua được anh em ạ, bởi vì team bên này có Nga Minh Kiếm xoáy rồi. Vâng, Thiên Long Quyền anh Tú đã sút chết cả bóng quyền Hoàng Nam rồi. Hiện tại thì chỉ còn Bot Fuzu thôi. Bot Fuzu thôi anh em. Cổ sư Bot Fuzu thôi, cổ sư Bot Fuzu đang bị mê tâm. Và ngay lập tức thì chị nằm xuống rồi. Vâng, để tiếp tục chương trình thì mời anh em đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ nhất của hai team đó chính là team Avenger và team ba cô gái nha anh em. Avenger thì nãy mình đã giới thiệu đội hình rồi, và mình chỉ giới thiệu đội hình vào ba cô gái thôi anh em. Ba cô gái sẽ xuất hiện của Gaga, Safi và Vivi. Vâng, trên màn hình đó chính là Thùy Yên Vũ Tiên gì đây, Ivy à. Vâng, mình giáo bút vâng, Safa gì đó và Nga Minh Kiếm Gaga anh em ơi. Vâng, đúng không ạ, tôi đọc chuẩn team chưa anh em? Rồi, còn team này thì có lẽ là cân hơn so với team trước rồi. Vâng, hiện tại thì một pha bắt hiệu ứng chậm đến từ Nga Midan bên phía team Avenger. Gì đây, anh gì đây? Vâng, hiện tại thì bảo ôi trời ơi, Gaga cũng như là Eevee. Vâng, Eevee đang liên, vâng, anh em có thể thấy. Thôi, trời ơi, những pha phản đam đến từ hiệp độc. Vâng, hiệp độc đang, có thể nói là hiệp độc đang canh me Thùy Yên Vũ Tiên anh em ạ. Vâng, vâng, chị quẩy càng đau thì có thể nói là lượng máu của chị bị phản đam lên càng nhiều anh em ạ. Úi trời ơi, chị ăn phản đam kìa, quá nhiều. Và hiện tại thì hiệp độc đã chuyển sang canh đối tượng khác rồi. Hình như là canh me đối tượng khác, đấy chính là Nga Mi Kiếm thì phải anh em ạ. Ôi, canh me Nga Mi Kiếm. Vâng, anh không cần chuyển sang Nga Mi Thùy Yên Vũ Tiên nữa rồi, mà anh chuyển sang Nga Mi Kiếm. Còn Safi thì anh đang làm gì đó chị? Vâng, chị thả những pha lâm linh và chị mất 150k máu. Thể nói là một team, một trận thi đấu cũng tương đối hay anh em ạ, khá là cân bằng. Nhưng có lẽ là lượng máu đến từ team của ba cô gái thì có lẽ là khá là khó rồi, khi mà lượng máu này có lẽ là đã bị bơm hết rồi. Vivi đã nằm xuống rồi. Và liệu có một pha hồi sinh đến từ Gaga không ạ? Vâng, Vi được. Vâng, ngay lập tức thì Gaga đã hồi sinh cho Eevee rồi. Vâng, Eevee thì hiện tại là chưa có, Vivi thì hiện tại là chưa có búp, chị đang quẩy bằng cái lượng chay của mình. Còn hiệp độc thì đang, hiệp độc thì đang tanh, hiệp độc thì đang canh me Nga Mi Kiếm, bắt chẹt Nga Mi Kiếm rồi anh em, bắt chẹt Nga Mi Kiếm. Và Nga Mi Kiếm thì đang liên tục chạy lăng ba để né những cái pha hấp diêm đến từ hiệp độc. Có thể nói là hôm nay anh hiệp độc anh chơi 4 thi tổng là 7 con người, 7 người vâng, 4 người tổng là 5 người đang hấp diêm một cô gái. Vâng, đang hấp diêm một cái gái thì này thì hơi căng rồi. Vâng, anh chuyển đối tượng rồi, anh chuyển đối tượng và chuyển sang Minh Giáo Bút rồi anh em. Anh chuyển đối tượng xảy ra Minh Giáo Bút. Vâng, Minh Giáo Bút càng thả thì càng bị phản đam, và Minh Giáo Bút đã nằm xuống rồi. Và Nga Mi Kiếm ngay lập tức thì chị ra định ra hồi sinh, nhưng hình như là chị bị bít bố nó hồi sinh rồi. Thật là đáng buồn, chị bít hồi sinh rồi anh em ạ, khả năng là bị bít rồi. Rồi có lẽ là Nga Mi Kiếm một pha bắt mê tâm đến từ ấy thì cũng không ăn thua rồi, bởi vì có lẽ là Gaga thì hiện tại là chị đang mặc full kháng rồi, tôi nghĩ là full kháng, và full kháng thì khó là bắt được mê tâm. Rồi, à vâng vâng, à vâng, ngay lập tức thì chị đã hồi sinh cho mình 6 phút rồi. Vâng, cực kỳ hay. Đây rồi, trận thi đấu có thể nói là cũng thuộc dạng thi đấu nhất hay nhất gì của cái trận vòng loại Long Trời Hổ Đấu ngày hôm nay. Khi mà, vâng, úi rồi, thôi xong rồi. Thế là xong rồi. Hiệp độc giết chết Gaga, thế là xong rồi. Úi rồi ôi, thế thì làm ăn gì nữa, tầm này nữa, trời ơi. Vâng, team hiệp độc không thể khinh thường anh em ạ, team hiệp độc khinh thể khinh thường. Như tôi đã dự đoán rồi, và như tôi đã đánh giá trước khi mà tôi có cầm cái hiệp độc vào live một cho anh em coi nhiều rồi. Và tôi có đánh giá rồi, đó chính là việc sự xuất hiện của hiệp độc. Hiệp độc lên trung tức tướng thì quá bá đạo rồi anh em ạ, không còn gì để bàn luôn. Vâng, đúng như dự đoán, và anh hiệp độc quá bá luôn. Định mệnh. Vậy là đâu đó thì chúng ta đã có thể nhìn ra ngay đội thắng trong cái trận thi đấu này, đấy chính là team Avenger. Vì ba cô gái thì team Avenger đã giành chiến thắng rồi.
Thôi chị chạy làm gì nữa, tầm này thì chị làm gì phải chạy nữa. Thôi bỏ chuột và buông xuôi thôi. Vâng. Vâng, chiến thắng trong trận thi đấu thứ nhất giữa team Avenger và ba cô gái thì Avenger đã giành chiến thắng nha anh em. Vâng, mời anh em tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo của team. Đó là team Khuyến khích Hamikatsu và team Royal 2. Thì Khuyến khích Hamikatsu mình đã giới thiệu đội hình rồi, còn team Royal 2 thì tôi chưa. Team Royal 2 thì sự xuất hiện của Dơ Thương Yểu Soái Mizu, Thúy Yên Vũ Tiên Leader và Võ Đăng Kiếm của Game Over nha anh em. Vâng. Vâng, Mizu xinh, chị đã bật chấn, chị đã bật mật tình bốn phái rồi và liên tục là những pha có thể nói là người ta gọi là húc liên tục, đúng không ạ? Những pha húc liên tục vào người đối thủ. Vâng, nhưng mà không ăn thua rồi, hình như là hết chấn quân rồi thì phải, à hết ấy rồi thầy, hết mật tình, thời gian mật tình bốn phái rồi, chị chuyển sang đánh chay rồi. Vâng. Vâng, anh Tú xuất chết leader rồi, khá khó rồi anh em, bởi vì không có ai mình tương đối là khó. Vâng, hiện tại thì Oberyn, em bị kiếm Oberyn của team Khuyến khích Hamikatsu thì chị đã nhảy lên voi và cưỡi rồi. Và ngay lập tức chị xuống rồi. Và một trận thi đấu cũng cho thấy sự chênh nhảy đến từ hai team. Vâng, Navidad bắt choáng vào Mizu, Navidad bắt choáng vào Mizu. Còn lại Game Over và Mizu. Nhưng mà có thể nói là Mizu và Game Over, Võ Đăng Kiếm Game Over vẫn dẫn nhiệt tình thi đấu bằng những pha đại tu. Úi giời ơi, đại tu đến từ Thiên Đấu Kiến Anh Tú. Mở sút chết Game Over rồi, hiện tại chỉ còn Mizu thôi. Tôi sống lâu hơn rồi. Vâng, sống lâu hơn thì cũng vẫn phải chết thôi. Ai thì cũng phải chết thôi, chứ cũng không sống lâu được hơn nữa. Vâng, Mizu còn một chút máu. Nếu anh Tú chết rồi, anh Tú sút chết rồi. Rồi xong. Và trận thi đấu giữa team Royal 2 và team Khuyến khích Hamikatsu thì phần thắng đất thuộc về team Khuyến khích Hamikatsu nha. Vâng, mời anh em đến với trận thi đấu thứ hai giữa team của giữa team Avenger và team nào đây? À, team ba cô gái rồi, team ba cô gái trận thi đấu thứ hai. Trận thi đấu thứ nhất thì team Avenger đã giành chiến thắng. Chiến thắng trong trận thi đấu thứ hai sẽ là chiến thắng chung cuộc luôn anh em nhá. Và tiến vào vòng sau. Rồi, ok. Vâng, anh em có thể thấy là hiện tại thì Hiệp Độc đang dí ai đây ạ? Hiệp Độc đang dí Thúy Yên Vũ Tiên anh em ạ. Chuyển đối tượng rồi, anh dí Thúy Yên Vũ Tiên, ép Thúy Yên Vũ Tiên phải tăng hết máu. Và sau đó lại chuyển sang dí Ngami Kiếm. À, một chiến thuật mới à? Một chiến thuật khá hay đến từ team của Hiệp Độc. Vâng, không thể khinh thường team Hiệp Độc được anh em ạ. Không thể khinh thường team Hiệp Độc được. Team Hiệp Độc tương đối là mạnh. Vâng, hiện tại thì Sapphi vào đang bút đang liên tục thả những pha lâm đinh đến vào Ngami Đàn trai em. Có lẽ là thả cũng không ăn thua bởi vì là Ngami Đàn trung tức tướng cộng với áo kháng hiệu ứng và kết hợp đến cả xoáy nữa thì dường như là thả chắc là không có ăn choáng đâu anh em ạ. Gần như là không có ăn choáng đâu. Bởi vì là theo tôi nghiên cứu thì kháng đến tận 99% hiệu ứng vào đầu nữa. 50 cộng 37 và cộng với 12 nữa thì còn đâu mới choáng nữa. Và hiện tại thì Thúy Yên Vũ Tiên VV đã nằm xuống rồi anh em ạ. Chỉ còn Minh Giáo Bút và Ngami Kiếm Gaga thôi. Và liệu Gaga có kịp hồi sinh cho Thúy Yên Vũ Tiên VV không? Có lẽ là cũng tương đối khó bởi vì Thúy Yên Ngami Kiếm Gaga thì đang liên tục bị sự truy đuổi đến từ Hiệp Độc Lion King. Vâng. Không kịp hồi sinh rồi. Không kịp hồi sinh rồi, VV vẫn đang nằm đấp. Còn Hiệp Độc thì đang canh me Ngami Kiếm Gaga. Rồi khá là khó rồi. Úi giời ơi, thì nó vả thế kia thì ai chơi lại được. Vâng, úi giời ơi, Võ Đăng Bút. À, Minh Giáo Bút biến rồi, Minh Giáo Bút biến rồi, ẩn thân rồi. Biến rồi, ôi vời, còn chị còn vàng máu thôi, không kịp rồi. Và ngay lập tức thì Hiệp Độc chuyển sang đối tượng, đó là vâng, chuyển không kịp rồi anh em ơi. Minh Giáo Bút không kịp rồi, chỉ còn Gaga thôi. Gaga cũng nằm đất rồi và chiến thắng chung cuộc dành cho team của Avenger nha anh em. Vâng, trận thi đấu thứ hai giữa team Avenger ba cô gái thì chiến thắng chung cuộc dành cho Avenger. Khá là ngon lành cánh đào.
Tino à? Biểu muội ở Facebook à? À. Đó, xin mời anh em đến với những trận thi đấu còn lại của ngày hôm nay nhá anh em. Đó trận thi đấu giữa team đó team THZ No 1 và team đó chính là team không ngại va chạm. Thì tôi xin đọc qua nhá. Tôi sẽ đọc qua đội hình một chút ở hai bên không ngại va chạm xuất hiện của mình dọc bút Facebook. Thuyền Vũ Tiên biểu muội và tài xỉu 88 Thiếu Lâm Quyền. Đối với team No 1 thì xuất hiện của cờ đốc ao Dưa Thương, Thiên Nhậm Tiết và Valentino. Thiên Nhậm Tiết thì là Mizabut. Và hiện tại thì team của Mizabut Facebook và biểu muội thì đã nằm xuống rồi và chỉ còn tài xỉu 88 thôi. Và trên màn hình thì tôi đang thấy vâng Valentino đang liên tục tích dương và anh ốp bắt quái mà phát vào tài xỉu đầy rồi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy những pha bắt quái đi từ võ đang kiếm. Định mệnh bắt quái nhanh như siêu nhân ý. Rồi rồi anh ốp bắt quái tài xỉu rồi, tài xỉu nằm xuống rồi anh em ạ, tài xỉu nằm xuống rồi. Và xin chúc mừng chiến thắng dành cho team của TH No 1 nha anh em. Vâng, mời anh em đến với trận thi đấu thứ hai của team đó là không ngại va chạm vào No 1. Và trận thi đấu thứ nhất thì team của No 1 đã giành chiến thắng rồi. Mời anh em đến trận thi đấu thứ hai. Ở trận thi đấu thứ hai thì vâng, tài xỉu có cơ hội sút rồi. Anh sút vâng, giờ thương vâng, anh liên tục vâng, bắt choáng mình giống với Facebook rồi. Rồi mình giống với Facebook đang bị choáng anh em ạ. Khá là khó vâng. Ở trên màn hình tôi thấy đâu đó là Valentino, anh còn ốp bắt quái luôn anh em ạ. Anh không thèm thả luôn anh em ạ, anh không thèm thả 55 luôn. Không thả 55 để bắt choáng đối thủ mà anh chơi luôn quả bắt quái vào người đối thủ luôn. Rồi hiện tại thì Facebook nằm xuống rồi, Facebook nằm xuống còn tài xỉu với cả biểu muội. Thiên Vũ Tiên biểu muội. Vâng, vâng, có thể nói là lượng tốc cực kỳ cao đến Valentino. Úi dồi ôi, anh bắt chậm tài xỉu rồi. Vâng, choáng đi từ biểu muội. Biểu muội nằm xuống rồi, Thiên Vũ Tiên biểu muội nằm xuống rồi. Hiện tại thì chỉ còn tài xỉu thôi. Quá khó cho tài xỉu. Và sau trận thi đấu này thì tôi có thể tự tin nói rằng đó là chiến thắng thuộc về team của No 1 rồi. Và No 1 sẽ giành chiến thắng trong trận thi đấu này anh em, chiến thắng chung cuộc giữa hai team đó là thích va chạm với cả No 1. Bài cậu à? Ok bài luôn. Và trên mình à vâng, anh mặc uy hiệu xoáy và đồ khảm anh em chứ không phải là anh mặc chú tước tướng. Vâng, trên đây vâng, trên đây là toàn bộ các trận thi đấu vòng loại của Long Tranh Hổ Đấu ngày hôm nay. Và cảm ơn một lần nữa thì cảm ơn toàn thể anh em đã dành thời gian theo dõi cái clip của mình. Chúc anh em có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo. Bye bye anh em.